Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn thủ thuật sử dụng 5 phép tắc cực kỳ hữu ích trong Word. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tổ phép tắc đầu tiên. Giả sử như đây, tôi có một dòng là dự án xây nhà. Thì cái dòng này á, nó có định dạng là gạch chân, chữ màu đỏ cũng như là in đậm. Bây giờ tôi muốn là sao chép nhanh định dạng của cái dòng này để tôi dán vào cái dòng thứ hai. Thì để sao chép định dạng trong Word á, thì chúng ta sẽ sử dụng tổ phím tắt là Ctrl Shift C. Nhớ nha các bạn, chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl Shift C. Rồi để dán định dạng ra thì chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl Shift V. Đó, thì lúc này á nó sẽ dán định dạng ra. Đây là tổ phím tắt đầu tiên. Rồi tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn tổ phím tắt thứ hai. Giả sử như đây, tôi muốn là di chuyển cái đoạn này nằm dưới cái đoạn này, thì tôi sẽ bấm tổ phím là ở đây. Đầu tiên tôi sẽ quét chọn vào đoạn mà tôi muốn di chuyển, sau đó tôi sẽ bấm tổ phím là Shift Alt mũi tên đi xuống. Đó, thì lúc này á cái đoạn này nó sẽ di chuyển xuống dưới. Còn các bạn chúng ta muốn di chuyển lên trên á, thì các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Shift Alt kết hợp với mũi tên đi lên. Đó, bấm một lần thì nó sẽ di chuyển lên một đoạn. Còn nếu như các bạn chúng ta muốn di chuyển nhiều đoạn á, thì chúng ta sẽ giữ phím Shift Alt mũi tên đi lên nhiều lần. Đó, thì nó sẽ di chuyển lên trên. Rồi, tổ phím này nó cũng có thể là sử dụng đối với dòng trong bảng này. Giả sử như đây tôi muốn là di chuyển cái dòng này lên trên vị trí đầu tiên, thì tôi sẽ quét chọn vào nó, sau đó tôi sẽ bấm tổ phím là Shift Alt mũi tên đi lên. Đó, thì nó sẽ di chuyển lên trên. Còn muốn di chuyển xuống dưới, các bạn chúng ta làm ngược lại nha. Shift Alt mũi tên đi xuống dưới. Đó, đây là tổ phím thứ hai. Rồi, nếu như các bạn chúng ta muốn là xóa nhanh định dạng, thì chúng ta sẽ sử dụng tổ phím sau đây. Giả sử như đây tôi muốn là xóa nhanh định dạng của cái dòng này, thì tôi sẽ quét chọn vào nó này, sau đó tôi sẽ bấm tổ phím là Ctrl dấu cắt. Đó, thì nó sẽ xóa nhanh định dạng. Thì đối với dòng này cũng vậy, muốn xóa nhanh định dạng thì tôi sẽ quét chọn vào nó này, bấm tổ phím là Ctrl dấu cắt thì nó sẽ xóa nhanh định dạng. Đó là tổ phím thứ ba. Rồi tiếp theo, giả sử như đây tôi muốn là xóa nguyên một cái từ này. Để xóa nhanh một từ á, thì các bạn chúng ta sẽ đặt con chỏ chuột sau cái từ đó hoặc trước cái từ đó, sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl này Backspace thì nó sẽ xóa nhanh một từ. Còn muốn xóa cái từ vụ á, sau cái từ vụ này, các bạn chúng ta sẽ bấm tổ phím là Ctrl Delete. Đó, sẽ xóa nhanh nha. Đó, đây là tổ phím thứ tư. Rồi giả sử như đây tôi muốn là đặt cái dòng này là I love you. Rồi bây giờ tôi muốn là đặt cái dòng này bằng máy, thì tôi sẽ làm như sau này. Quét chọn vào dòng mà tôi muốn đọc, sau đó tôi sẽ bấm tổ phím là Ctrl Alt dấu cắt. I love you. Đó, bạn thấy không? Nó tự đọc luôn. Chẳng hạn, đó, quét chọn vào này, Ctrl Alt dấu cắt. Làm lại nha, Ctrl Alt dấu cắt. I love you and you. Đó, thì nó sẽ đọc nha. Ở đây các bạn thấy nó sẽ có một thanh này, muốn đọc lại này. Flag. You. Đó. Too cheap. Too kind. Đó. Conquer. Nó không đọc được tiếng Việt nha các bạn nha. Ở đây nó chỉ đọc được tiếng Anh mà thôi. Đó, như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn 5 tổ phím tắt cực kỳ hữu ích trong Word. Nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn mọi người theo dõi.